Dừa, dừa dứa cái trái này như chùm nho. Không có dứa, cây kia mới dứa, cây này thì trái thơm trái không. Chứ không à, chứ không cái chùm này chắc phải cả trăm trái quá. Mấy chục. Đấy, đậu lóc đi. Từ hồi nào giờ nó sai, ơi là nó sai. Đậu chi chít luôn à. Quầy nào nó cũng sai. Vạch 50 trái rồi, hai quầy với một quầy vạch không kìa. Cái này sai lắm. Rồi trên 200 trái. Nó vạch trên 50 trái ngày một ngày á. Ồ. Oh.